Ford Ranger bán tải đời 2006 rồi anh chị. Con này xài hai cầu anh chị ạ. Xe nước sơn rim được 80% luôn. Trong cái chất xe salon nè. Đây là một anh với một chị khách của Trần Anh đây, tới tận salon coi xe nè. Con Innova đời 2009 G xịn luôn. Xe còn đẹp theo thời gian và năm tháng luôn chị ơi. Đây là những cái mẫu xe trong salon ô tô miền Nam bên em. Một anh trai ở rất xa luôn tới xem xe, chìa khóa nè anh trai. Anh trai rất là vui. Bên em còn rất là nhiều mẫu xe anh chị nha. Anh trai xem cái tin đăng trên kênh YouTube của em tuốt ở xe lắm. Chạy hai anh chị chạy xe máy lên đây coi những cái chiếc xe bên ô tô miền Nam bán ra. Đây là cái con Ford Ranger bán tải đời 2006. Con này bên Trần Anh bán giá 240 triệu anh chị nha. Có thùng phía sau nè, rất rộng, xài hai cầu. Con Kia Morning New nè. Bên em cũng vừa mới về con Kia này thôi anh chị ạ. Chiếc xe còn đẹp mãi qua thời gian và năm tháng luôn anh chị. Con xe đẹp lắm, Trần Anh sẽ làm clip chi tiết quay cho toàn thể tất cả anh chị nhé. Kia Morning nè. Rất đẹp luôn. Đây nè anh chị, con Ford Ranger nè, Trần Anh quay chi tiết con Ford Ranger cho anh chị coi nè. Con này xài hai cầu anh chị nha, tắp lô, tắp bi, vân gai, nguyên pin xe hết. Qua thời gian 5 tháng cũng không bị hao mòn luôn. Ở chất xe nè. Con này bên em bán 240 triệu anh chị nha. Kia là Kia Forte đời 2013 đây. Con này Trần Anh cũng sẽ đăng clip chi tiết đến toàn thể tất cả các anh chị. Đây là con Kia Forte đời 2013 nè. Thêm một con Ford Everest. Ford Everest đời 2010 số tự động. Hyundai bán tải Galopper đây anh chị ạ. Con này bên em bán giá 125 triệu anh chị nha. Đây là con Hyundai bán tải Galopper đây. Nó là xài hai cầu anh chị nha. Đây nè. Đó, nó xài hai cầu dây đây. Nội thất trợ lực máy lạnh ok hết, mua về sử dụng thôi. Bên em đã lên cái băng ghế sau cho anh chị đây nè. Đây nè. Đó, bên em đã lên thêm hai cái ghế sau rồi nha. Anh chị mà chở đồ anh chị chỉ việc dựng cái con xe, dựng băng ghế xuống thôi là anh chị chạy. Đời 2002, bên em bán 125 triệu anh chị nha. Hyundai Galopper 4 vỏ mới. Không đúc nguyên pin cho xe luôn. Đây nè, đây là con Daegu Life City đời 2009. Con này bên em bán giá 210 triệu anh chị ạ. Kia đây. Toyota Innova G-Sin 2009, con này bên em bán giá 370 anh chị nha. Chiếc xe đẹp lắm, chị thấy chiếc xe không? Chiếc xe này không chê đâu được. Những mẫu xe bên Trần Anh dừng bên salon là xe giấy tờ nguồn gốc rõ ràng anh chị nha, chính chủ luôn anh chị ạ. Nên chiếc xe nó vẫn còn đẹp theo thời gian và năm tháng luôn. Con này Sắc Tây đời 2009 anh chị. Form dáng sơn rim còn nha anh chị nhé. Sơn rim như con Lai Sắc Tây đời 2009 thì còn luôn. Ghế nữ nguyên rim nè. Còn rất là nhiều mẫu xe, rất là nhiều sự lựa chọn đến với tay người tiêu dùng anh chị ạ. Từ giá tiền thấp đến giá tiền cao nha. Ford Everest đời 2007 anh chị ơi. Ford Everest đời 2007 nè. Nước sơn rin trên con này còn được 70% anh chị nha. Đây là form mới, cụm đèn nè, rất là mới luôn. 4 vỏ mới, 4 bông đúc anh chị nha. Xe này bên em đã đúc hồ sơ rồi, anh chị mua về bên Trần Anh ra tên cho anh chị nha. Anh chị về anh chị chỉ việc nhập thôi. Con này Ford Everest 2007. Con này bên em bán giá 350 triệu. Thêm một con Chevrolet đời 2009 đây.
Con này bên em bán giá 125 triệu anh chị nha. Một con đá su nè. Còn rất là nhiều mẫu xe, rất là nhiều sự lựa chọn đến tay người tiêu dùng. Đây, cái con Ford Everest đời 2007 nè, anh chị nhìn phong dáng của nó nè. Chất xe còn mãi theo thời gian và năm tháng luôn. Grandcha đời 2008 đây, con này bên em bán giá 185 triệu anh chị nha. Bản số 49E23380. Xe rất đẹp luôn. Và phong dáng đó. Trần Anh luôn luôn tự hào đồng hành cùng tất cả các anh chị trên mọi cung đường Việt Nam nha. Trong nội thất bọc 5D mới toàn diện hết toàn diện. Đây nè, nội thất ở trong nè. Người ta bọc rất đẹp anh chị thấy không? Toàn bộ là bọc 5D hết toàn diện nghe trần nè, anh chị coi trần nè. Trần bọc 5D nè, ghế bọc 5D nè. Tapi cửa nó bọc 5D hết toàn diện luôn rồi. Vô lăng đây nè. Đây nè, tapi cửa nè. Bọc 5D hết toàn diện luôn. Đó, phong xe đây. Khách đang coi xe anh chị ạ. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn toàn thể tất cả anh chị đã ủng hộ cho Trần Anh trong suốt thời gian qua nha. Trần Anh sẽ luôn cập nhật về những mẫu xe mới nhất, tốt nhất đến với tay người tiêu dùng ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.